Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát thường lấy 6 pháp Ba La Mật Đa làm hàng đầu để tu Bồ Tát hạnh, ban cho các hữu tình tất cả vật ưa thích, cần thức ăn cho thức ăn, cần thức uống cho thức uống, cần y phục cho y phục, cần xe cho xe, cần vòng hoa thơm cho vòng hoa thơm, cần giường chiếu cho giường chiếu, cần nhà cửa cho nhà cửa, cần của cải gạo thóc cho của cải gạo thóc, cần chân bảo cho chân bảo, cần đồ tốt đẹp cho đồ tốt đẹp, cần đầy tớ cho đầy tớ, vân vân. Cần những vật gì cũng đều đem cho hết, siêng năng tu các việc thiện, chỉ dạy đoạn trừ các điều ác, giúp họ chứng đắc niết bàn thường vui. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát hóa thân giống như Phật, khắp trong địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, trời người, tùy theo âm thanh từng loại mà nói chánh pháp để họ đạt được lợi ích an vui thú thắng. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát an trụ 6 pháp Ba La Mật Đa, hóa thân giống như Phật, đi khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật trong 10 phương, vì các hữu tình mà giảng nói chánh pháp, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chánh pháp của chư Phật thuyết, nắm đấy hết tướng thanh tịnh, tối thắng vô thượng của cõi Phật, rồi tự tạo cho mình cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh tối thắng vô thượng. Trong đó an trí các Bồ Tát vào nhất sanh Bồ xứ để cho họ mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà họ mong cầu. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân thể, các căn lanh lợi thanh tịnh không ai bằng, chúng sanh nào thấy cũng đều kính mến. Đại Bồ Tát ấy lần lượt giáo hóa, khiến mau chứng đắc niết bàn của Tam Thừa. Như vậy, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát nên học làm thanh tịnh nghiệp của thân khẩu ý, để làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, tuy được các căn lanh lợi tối thắng, nhưng không khinh khi coi thường người khác. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, luôn sống trong bố thí trì giới Ba La Mật Đa, cho đến khi chưa đạt được địa vị bất thối chuyển, thì trong tất cả thời gian đó không đọa vào đường ác. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm cho đến khi chưa đạt được địa vị bất thối chuyển, không bao giờ lìa bỏ 10 thiện nghiệp đạo. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát an trụ trong bố thí trì giới Ba La Mật Đa, làm chuyển luân vương, có đầy đủ oai đức lớn, thường đem của cải quý báu ra bố thí cho hữu tình, giúp họ sống theo 10 thiện nghiệp đạo. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát tu học bố thí trì giới Ba La Mật Đa, có hơn 100.000 phước báo của chuyển luân vương, nhờ đây mà Đại Bồ Tát ấy gặp vô lượng 100.000 chư Phật Thế Tôn để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, không bao giờ bỏ qua. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát an trụ vào 6 pháp Ba La Mật Đa, thường vì hữu tình làm cho chánh pháp chiếu sáng, không bao giờ xa lìa ánh sáng Phật pháp. Như vậy lần lượt cho đến khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này mà Đại Bồ Tát ấy luôn làm phát triển các Phật pháp. Cho nên, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên tạo tội từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi ấy, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là tội từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy, những gì là thân, do thân này mà ta tạo nghiệp về thân, những gì là ngữ, do lời nói này mà ta tạo ngữ nghiệp, những gì là ý, do ý này mà ta tạo ra ý nghiệp. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là tội từ thân khẩu ý nghiệp. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không có thân và nghiệp của thân, không có ngữ và nghiệp của ngữ, không có ý và nghiệp của ý. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đắc thân khẩu ý nghiệp và các nghiệp của nó, thì nổi tâm san tham, phạm giới, sân giận, biếng nhác, tán loạn và ác tuệ. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có tâm như vậy thì không có vấn đề ấy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tạo ra ba loại thô trọng về thân khẩu ý cũng không có vấn đề đó. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng làm thanh tịnh ba thô trọng về thân khẩu ý nghiệp. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát làm thanh tịnh ba thô trọng về thân khẩu ý như thế nào? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không đắc thân và thô trọng của thân, không đắc ngữ và thô trọng của ngữ, không đắc ý và thô trọng của ý. Này Xá Lợi Tử, như vậy là Đại Bồ Tát có khả năng làm thanh tịnh ba thô trọng về thân khẩu ý. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm có thể thọ trì đầy đủ 10 thiện nghiệp đạo, không có tác ý về thanh văn độc giác mà luôn nhớ nghĩ độ thoát tất cả hữu tình. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy cũng gọi là có thể làm thanh tịnh ba thô trọng. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa làm thanh tịnh đạo Bồ Đề. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Đại Bồ Tát làm thanh tịnh đạo Bồ Đề? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu Bồ Tát hạnh không đắc thân nghiệp, không đắc ngữ nghiệp, không đắc ý nghiệp, không đắc bố thí Ba La Mật Đa, không đắc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, không đắc thanh văn, không đắc độc giác, không đắc Bồ Tát, không đắc Như Lai, không đắc tất cả pháp. Này Xá Lợi Tử, đó là đạo Bồ Đề mà Đại Bồ Tát làm thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, hướng đến đạo Bồ Đề thì không có gì ngăn cản được. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa hướng đến đạo Bồ Đề không có gì ngăn cản được? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa không chấp giữ sắc, không chấp giữ thọ tưởng hành thức, không chấp giữ nhãn xứ, sắc xứ, không chấp giữ nhĩ xứ, thanh xứ, không chấp giữ tĩ xứ, hương xứ, không chấp giữ thiệt xứ, vị xứ, không chấp giữ thân xứ, xúc xứ, không chấp giữ ý xứ, pháp xứ, không chấp giữ nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, không chấp giữ nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, không chấp giữ tĩ giới, hương giới, tĩ thức giới, không chấp giữ thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, không chấp giữ thân giới, xúc giới, thân thức giới, không chấp giữ ý giới, pháp giới, ý thức giới, không chấp giữ địa giới, không chấp giữ thủy hỏa phong không thức giới, không chấp giữ 4 niệm trụ, không chấp giữ 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, không chấp giữ bố thí Ba La Mật Đa, không chấp giữ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chấp giữ 10 lực Phật, không chấp giữ 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, không chấp giữ quả dự lưu, không chấp giữ quả nhất lai bất hoàn A La Hán, không chấp giữ độc giác Bồ Đề, không chấp giữ hạnh Đại Bồ Tát, không chấp giữ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này mà các Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa tăng trưởng mạnh mẽ hướng đến đạo Bồ Đề không có gì ngăn cản. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, mau viên mãn trí nhất thiết trí, thành tựu thắng trí cho đến đóng cửa tất cả các con đường đưa đến cảnh giới ác, được thân trời người, không còn nghèo khổ, các căn được đầy đủ, tướng mạo đẹp đẽ, được trời người thế gian đều kính mến. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Đại Bồ Tát thành tựu được thắng trí? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, nhờ thành tựu trí này mà các Đại Bồ Tát thấy tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật trong 10 phương, được nghe hết thảy âm thanh của chư Phật thuyết pháp, thấy tất cả thanh văn độc giác Bồ Tát tăng vân vân ở trong hội và thấy rõ tướng trang nghiêm thanh tịnh của cõi ấy. Này Xá Lợi Tử, nhờ thành tựu trí này mà các đại Bồ Tát không có tưởng về thế giới, không có tưởng về Phật, không có tưởng về Pháp, không có tưởng về Thanh Văn Tăng, không có tưởng về Bồ Tát Tăng, không có tưởng về độc giác, không có tưởng về mình, không có tưởng về người, không có tưởng về sự trang nghiêm thanh tịnh của cõi Phật. Này Xá Lợi Tử, nhờ thành tựu trí này mà các đại Bồ Tát tuy hành bố thí Ba La Mật Đa nhưng không đắc bố thí Ba La Mật Đa. Mặc dầu hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa nhưng không đắc tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa. Mặc dầu tu 4 niệm trụ nhưng không đắc 4 niệm trụ. Mặc dầu tu 4 chánh đạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo nhưng không đắc 4 chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo. Mặc dầu đầy đủ 10 lực Phật mà không đắc 10 lực Phật. Mặc dầu có 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng nhưng không đắc 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát ấy được thành tựu thắng trí. Nhờ trí này mà các đại Bồ Tát mau viên mãn tất cả Phật Pháp. Mặc dầu có thể viên mãn tất cả Phật Pháp nhưng không chấp thủ. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, đạt được 5 loại mắt thanh tịnh, đó là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát được nhục nhãn thanh tịnh? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 100 du thiện na do tuần. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 200 du thiện na. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 300 cho đến 1000 du thiện na. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy cõi châu Thiện Bộ. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 2 đại châu. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 4 đại châu. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy tiểu thiên thế giới. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy trung thiên thế giới. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 3000 đại thiên thế giới. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát đạt được nhục nhãn thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát được thiên nhãn thanh tịnh? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, thiên nhãn của đại Bồ Tát có thể thấy như tất cả thiên nhãn của trời tứ đại thiên vương chúng, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại Phạm, cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời Vô Tưởng, Hữu Tưởng, cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh. Này Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát có thể thấy bằng thiên nhãn tất cả những gì mà thiên nhãn của tất cả trời tứ đại thiên vương chúng cho đến trời Sắc Cứu Cánh không thể thấy được. Này Xá Lợi Tử, thiên nhãn của các đại Bồ Tát có thể thấy và biết rõ như thật các loại hữu tình, chết nơi này, sanh vào chỗ kia, trong hằng hà sa số thế giới khắp 10 phương. Này Xá Lợi Tử, đó là thiên nhãn thanh tịnh của đại Bồ Tát. Xá Lợi Tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát được tuệ nhãn thanh tịnh? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát có tuệ nhãn thanh tịnh không thấy có pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thiện, pháp ác, pháp hữu tội, pháp vô tội, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp có nhiễm, pháp lìa nhiễm, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp tạp nhiễm, pháp thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, tuệ nhãn của đại Bồ Tát ấy không thấy có pháp có thể thấy, có thể nghe, có thể hay, có thể biết. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát được tuệ nhãn thanh tịnh. Xá Lợi Tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát được pháp nhãn thanh tịnh? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, pháp nhãn của đại Bồ Tát có thể biết rõ như thật những sự sai khác của các loại hữu tình, nghĩa là biết rõ hạng này là tùy tín hành, hạng này là tùy pháp hành, hạng này là vô tướng hành, hạng này là trụ không, hạng này là trụ vô tướng, hạng này là trụ vô nguyện, hạng này là do ba pháp môn giải thoát phát sanh năm căn, do năm căn mà phát sanh vô gián định, do vô gián định mà phát sanh giải thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến mà vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử, đó là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Nhờ đoạn trừ ba kiết sử này mà đắc quả dự lưu. Đây là bắt đầu phần tu đạo làm mỏng dục tham và sân mà đắc quả nhất lai. Từ đây nhờ thượng phẩm tu đạo trừ sạch dục tham và sân mà đắc quả bất hoàn. Từ đây lại nhờ tăng thượng tu đạo trừ sạch năm thuận thượng phần kiết sử, đó là sắc tham, vô sắc tham, vô minh, mạng, trạo cử. Nhờ đoạn trừ năm thượng phần kiết sử mà đắc quả A-la-hán. Nhờ pháp môn giải thoát không mà phát sanh năm căn, nhờ năm căn mà phát sanh vô gián định, nhờ vô gián định mà phát sanh giải thoát tri kiến, nhờ giải thoát tri kiến mà vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết, đắc quả dự lưu nói rộng cho đến đắc quả A-la-hán. Như vậy nhờ pháp môn giải thoát vô tướng mà phát sanh năm căn, nhờ năm căn mà phát sanh vô gián định, nhờ định vô gián mà phát sanh giải thoát tri kiến, nhờ giải thoát tri kiến mà vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử, đắc quả dự lưu, nói rộng cho đến đắc quả A-la-hán. Như vậy,